Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chúng mình sẽ vẽ một nhân vật cực kỳ đáng yêu. Bạn ấy biểu thị cho sự chăm chỉ đấy. Đó chính là bạn gì các con có đoán ra không? Đúng rồi, đó chính là bạn ong. Chúng mình cùng vẽ bạn ong nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ vẽ đầu cho bạn ong nào. Đầu cho bạn ong là một hình tròn xoe. Tiếp đến là hai mắt tròn nữa nào. Mình cùng tô mắt nào. Tương tự mắt bên này, một vòng tròn nhỏ hơn. Và mình tô kín khoảng này vào. Xong chưa nhỉ? Bây giờ mình sẽ vẽ râu cho bạn ong nhé. Râu của bạn ong nào. Đó là hai chiếc râu. Miệng cho bạn ong nào, miệng cười xinh. Hai má. Và bây giờ chúng mình sẽ vẽ mình của bạn ong nào. Mình có bạn ong chính là một hình gần giống hình elip ấy. Mình cùng tô đậm lại cho rõ hơn nè. Xong rồi. Chúng mình sẽ vẽ những đường cong cắt ngang thân để làm những khoang đen, khoang vàng cho bạn ong đấy. Chú ong thường có khoang vằn vàng, vằn đen vằn vàng đúng không? Bây giờ mình sẽ vẽ cánh cho bạn ong nhá. Một cánh nè. Cánh thứ hai nè. Ngoài để hút mặt nào. Đó là hình tam giác. Nhọn đúng không? Chân của bạn ong. Chân của bạn ong chúng mình sẽ. Các con có biết là bạn ong có mấy chân không? Đúng rồi, bạn ong có 6 chân đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đủ chân cho bạn ong rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ gì nhỉ? Mình sẽ tô màu cho khoang đen này cho bạn ong nhá. Chúng ta sẽ lấy màu đen và tô kín những khoang vằn đen này cho bạn ấy. Còn lại vằn kia, còn những khoang này các con có thể tô màu vàng. Đúng ra là chỗ đoạn cánh che đi là khoang này sẽ không nhìn thấy màu đen, nhưng mà bởi vì cánh của các bạn ong là màu trắng trong nên là chúng mình vẫn có thể nhìn thấy khoang đen của bạn ấy đối diện đấy. Xong rồi, chúng mình đã được bạn ong vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh đúng không? Các con lấy bút màu ra và tô bản hình bạn ong thêm màu sắc cho bạn ong thật là sặc sỡ nhé. Xin tạm biệt các bạn nhỏ nhé.